Khi chúng ta có tư duy tích cực và mở lòng đối với cuộc sống, chúng ta tạo ra một môi trường tích cực xung quanh chúng ta. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần và cảm xúc, mà nó còn tác động sâu sắc đến mọi khía cạnh của cuộc sống, kể cả vấn đề về tài chính. Khi chúng ta đánh giá tiền bạc không chỉ là một phương tiện để đạt được mục tiêu của cá nhân, mà nó còn là cơ hội để lan tỏa sự hào phóng và lòng biết ơn. Khi chúng ta sử dụng tiền bạc để hỗ trợ người khác, đó là cách tốt nhất để tạo ra một chu trình tích cực trong cuộc sống của chính mình. Việc làm từ thiện và chia sẻ tài nguyên đối với những người cần giúp đỡ, đó không chỉ là mang lại niềm vui và ý nghĩa cho họ, mà còn làm tăng lên sự hạnh phúc và sự thỏa mãn trong lòng chúng ta. Hơn nữa, khi chúng ta mở lòng để đón nhận và biết ơn mọi điều tốt lành trong cuộc sống, chúng ta tạo ra một môi trường tích cực hơn, thu hút những cơ hội mới và năng lượng tích cực. Nó không chỉ là về số tiền mà chúng ta có, mà còn là cách mà chúng ta sử dụng số tiền đó như thế nào. Bằng cách sử dụng tiền bạc một cách có ý thức và tỉnh táo, chúng ta có thể tạo ra một cuộc sống giàu có về mặt tinh thần và tài chính. Điều quan trọng là không chỉ tập trung vào việc tích lũy tiền bạc, mà còn là việc sử dụng nó để mang lại hạnh phúc và ý nghĩa cho chính bản thân mình và những người xung quanh. Vì vậy, một số tiền lớn đang đến với bạn, nó đang trên đường đến với bạn. Bạn đã sẵn lòng để mở rộng cánh tay và chào đón nó đến với cuộc sống của bạn hay chưa? Một số tiền lớn đang đến với bạn, và nó đến với bạn bởi vì hai điều. Điều thứ nhất, đó là cho đi với một trái tim mở rộng. Khi chúng ta cho đi mà không mong nhận lại bất cứ một điều gì, đó là một hành động rất mạnh mẽ, nó tạo ra một dòng năng lượng tích cực trong cuộc sống của bạn. Khi bạn cho đi một cách vị tha, bạn sẵn sàng đang nhận được sự dồi dào dưới mọi hình thức khác nhau, bao gồm cả sự thịnh vượng về tài chính. Bằng cách buông bỏ đi mọi kỳ vọng và các ràng buộc vào kết quả của việc cho đi, bạn đang tạo ra không gian để vũ trụ mang lại những điều tốt lành, phước lành và cơ hội cho cuộc sống của bạn. Hành động hào phóng này sẽ gửi đi một thông điệp tới vũ trụ rằng bạn tin tưởng vào sự phong phú của vũ trụ và bạn sẵn sàng cho đi những gì mà bạn có. Khi bạn cho đi một cách hào phóng, bạn nuôi dưỡng tư duy về sự dồi dào hơn là sự khan hiếm. Tư duy này cho phép bạn thu hút nhiều sự phong phú hơn vào cuộc sống của bạn. Điều quan trọng là bạn cần lưu ý, mặc dù là cho đi mà không muốn nhận lại bất cứ điều gì, nhưng thực tế là nó có thể thu hút được nhiều sự giàu có hơn. Điều đó không có nghĩa là bạn nên bỏ bê nhu cầu của bản thân. Đó là việc bạn cần cân bằng giữa sự cho đi và sự nhận lại, đảm bảo rằng bạn chăm sóc bản thân, đồng thời thì rộng lượng đối với những người khác. Hãy nhớ, hành động cho đi của bản thân nó đã mang lại sự khen thưởng rồi, và năng lượng tích cực mà nó tạo ra có thể tạo ra được hiệu ứng lan tỏa trong cuộc sống của bạn. Vì vậy, hãy nắm lấy sức mạnh của sự cho đi vị tha và quan sát sự giàu có quay trở lại với bạn theo những cách bất ngờ nhất. Điều thứ hai, đó là bạn chia sẻ kiến thức và kỹ năng của bạn. Bạn chia sẻ những kiến thức, kỹ năng của bản thân bạn đối với người khác. Đó không chỉ là mang lại lợi ích cho họ, mà còn giúp bạn trở thành một nguồn tài nguyên có giá trị trong lĩnh vực của mình. Điều này có thể mở ra những cơ hội mới và những khả năng để dẫn đến những phần thưởng tài chính. Khi bạn hào phóng chia sẻ những kiến thức và kỹ năng của mình, bạn thể hiện được chuyên môn của bạn và khẳng định mình là người có uy tín trong ngành. Điều này có thể thu hút được sự chú ý từ những người khác. Họ có thể tìm kiếm những dịch vụ hoặc là chuyên môn của bạn, dẫn tới những sự hợp tác quan hệ đối tác hoặc là những lời mời làm việc tiềm năng. Khi bạn chia sẻ kiến thức chuyên môn của mình, bạn sẽ đóng góp vào sự phát triển và thành công của người khác. Điều này có thể tạo nên danh tiếng tích cực và những lời giới thiệu truyền miệng. Cuối cùng, việc chia sẻ kiến thức và kỹ năng có thể dẫn đến việc là tăng cơ hội tài chính bằng cách chia sẻ kiến thức của bạn. Bạn cũng có thể có được những sự hiểu biết và quan điểm mới đến từ người khác. Việc liên tục học hỏi và trao đổi ý tưởng này có thể nâng cao được kỹ năng và chuyên môn của bạn, khiến bạn có giá trị hơn trong lĩnh vực của mình. Hãy nhớ rằng, khi bạn chia sẻ chuyên môn và kỹ năng của mình đối với người khác, hãy làm điều đó một cách chân thành,
với mong muốn là được giúp đỡ. Rồi sau đó, phần thưởng tài chính có thể là không phải ngay lập tức, nhưng mà bằng cách bạn định vị bản thân như là một nguồn lực có giá trị, bạn sẽ tăng được những cơ hội thu hút được những công việc mới, những cơ hội mới và cả những cơ hội thịnh vượng tài chính sẽ đến với bạn. Thứ ba, hỗ trợ những mục tiêu mà bạn tin tưởng. Khi bạn đóng góp cho những mục tiêu phù hợp với giá trị của bạn, bạn đã tạo ra cảm giác cho mục đích và sự thỏa mãn năng lượng tích cực này có thể thu hút được nhiều sự phong phú hơn vào với cuộc sống của bạn. Điều thứ tư, khi bạn bày tỏ lòng biết ơn đối với những gì mà bạn đang có. Lòng biết ơn hơn hết, đó là một phương pháp thực hành rất mạnh mẽ, có thể chuyển đổi suy nghĩ của bạn từ tập trung và sự thiếu thốn, chuyển sang tư duy của sự dồi dào. Khi bạn đánh giá cao và bày tỏ lòng biết ơn đối với những gì bạn đang có, bạn sẽ mở lòng đón nhận những phước lành nhiều hơn, bao gồm cả là sự dồi dào về tài chính. Bằng cách nuôi dưỡng tư duy lòng biết ơn, bạn sẽ nhận thức được rõ ràng hơn về sự dồi dào đang tồn tại trong cuộc sống của bạn. Sự thay đổi quan điểm này cho phép bạn nhìn thấy những cơ hội và nguồn lực mà trước đây bạn có thể đã bỏ qua. Nó giúp bạn nhận ra được giá trị về những gì bạn đang có, dù đó có thể là một kỹ năng của một mối quan hệ hay là của cải vượt trên của lòng biết ơn. Nó có những tác động tích cực đến sức khỏe tổng thể của bạn. Nó làm giảm những căng thẳng, tăng hạnh phúc và cải thiện trạng thái tinh thần và cảm xúc. Khi bạn cảm thấy vui vẻ và có tâm trạng tích cực, bạn sẽ có nhiều khả năng thu hút được những trải nghiệm và cơ hội tích cực, bao gồm cả những may mắn về tài chính. Khi bạn thực hành lòng biết ơn, nó cũng sẽ giúp bạn phát triển tư duy về sự dồi dào hơn là sự khan hiếm. Bởi vì thay vì tập trung vào những gì bạn đang không có, bạn sẽ dành thời gian để tập trung vào những gì bạn đã có và bạn trân trọng nó. Sự thay đổi trong suy nghĩ này cho phép bạn thu hút được nhiều hơn những phước lành đến với cuộc sống của bạn. Hãy nhớ rằng, lòng biết ơn không chỉ là biết ơn về những điều lớn lao trong cuộc sống, mà còn là trân trọng những khoảnh khắc và những phước lành nhỏ bé. Bạn biết không, những phước lành nhỏ bé thường không được chú ý đến. Bằng cách bạn thực hành lòng biết ơn một cách nhất quán, nó tạo ra một nguồn năng lượng tích cực, thu hút được nhiều thứ hơn và để biết ơn, bao gồm cả sự dồi dào về tài chính. Điều thứ năm, giúp đỡ người khác thành công. Khi bạn hỗ trợ và nâng đỡ người khác trên hành trình đi đến thành công của họ, bạn sẽ tạo ra một mạng lưới của sự hỗ trợ và tích cực. Mạng lưới này có thể sẽ dẫn đến những sự hợp tác, các mối quan hệ mới và các cơ hội mới. Thứ sáu, đầu tư vào sự phát triển và giáo dục cá nhân. Bằng cách bạn dành thời gian đầu tư vào bản thân và không ngừng học hỏi, rồi bạn phát triển bản thân, nó sẽ giúp bạn nâng cao được giá trị, kỹ năng và kiến thức của bạn. Điều này có thể dẫn đến việc là tăng những tiềm năng thu hút và thu nhập tài chính của bạn sẽ tăng lên. Thứ bảy, nuôi dưỡng tư duy tích cực về tiền bạc. Niềm tin và suy nghĩ về tiền bạc của bạn có tác động đáng kể đến khả năng thu hút sự giàu có và thịnh vượng tài chính đối với bạn. Suy nghĩ và niềm tin của bạn định hình lên suy nghĩ và hành động của bạn. Tư duy của bạn, suy nghĩ của bạn, nó liên quan trực tiếp đến tiền bạc của bạn. Nếu như bạn có niềm tin tiêu cực hoặc là có sự khan hiếm về tiền bạc, nó sẽ tạo ra rào cản và hạn chế khả năng thu hút sự giàu có của bạn. Mặt khác, việc áp dụng tư duy tích cực và tin tưởng vào khả năng tạo ra và thu hút sự giàu có, tin tưởng vào năng lực của bản thân mình, bạn có thể mở ra những cơ hội, tăng được những cơ hội thành công về mặt tài chính. Bằng cách là chuyển sang tư duy của sự phong phú, bạn bắt đầu nhìn thấy những khả năng và cơ hội mà trước đây bạn đã bỏ lỡ rất nhiều. Bạn không còn tập trung vào những hạn chế và thiếu sót nữa, bạn tập trung vào sự tích cực. Điều này cho phép bạn có những hành động đầy cảm hứng và đưa ra được những lựa chọn tài chính sáng suốt. Hãy nhớ rằng, mỗi suy nghĩ và niềm tin của chúng ta về tiền bạc đều mang lại sức mạnh ảnh hưởng lớn đến môi trường tài chính xung quanh bạn. Khi chúng ta áp dụng tư duy tích cực và những khẳng định của sự giàu có, chúng ta đang tạo ra một cảm giác tự tin và một trạng thái tích cực. Từ đó sẽ giúp bạn thu hút được thêm những cơ hội và thành công về mặt tài chính. Quan trọng hơn, việc cho đi và biết ơn cần phải được thực hiện một cách chân thành mà không kèm theo bất cứ một mong đợi nào về việc bạn nhận lại.
Khi chúng ta cùng nhau làm được điều này, chúng ta đang có thêm những trải nghiệm và kiến thức. Chúng ta sẽ tạo ra một luồng năng lượng tích cực. Nó làm cho không chỉ là cuộc sống của bạn, mà là cuộc sống của những người khác cũng trở nên giàu có hơn và phong phú hơn. Từ việc chúng ta cùng nhau chia sẻ những kiến thức và trải nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trên hành trình của mỗi người. Và như vậy, chúng ta tạo ra một môi trường tích cực, hỗ trợ cho mỗi thành viên trong cộng đồng. Bằng cách này, chúng ta đang làm cho cuộc sống của mỗi người trở nên tốt đẹp, hạnh phúc và tràn đầy ý nghĩa hơn bất cứ một điều gì.